Thưa khán giả, chiều nay bà Quỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cùng lãnh đạo các sở ngành và các địa phương trong tỉnh có cuộc họp nghe ý kiến của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp An Nghiệp về triển khai hỗ trợ tiền trọ cho người lao động theo quyết định số 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, kinh phí thực hiện do ngân sách trung ương hỗ trợ dự kiến là 39 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ cho người lao động tại khu công nghiệp là 12.870 người với số tiền khoảng 19,3 tỷ đồng. Người lao động quay lại thị trường lao động tại khu công nghiệp là 6.630 người với số tiền khoảng 19,8 tỷ đồng. Kết quả thực hiện đến ngày 4 tháng 8 năm 2022, toàn tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ của 26 doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ cho 1.495 lao động với số tiền hỗ trợ trên 2 tỷ đồng. Tại cuộc họp, các doanh nghiệp đã thông tin về một số khó khăn vướng mắc hiện nay. Xác định quyết định số 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ là chính sách đem lại quyền lợi cho người lao động, bà Quỳnh Thị Diễm Ngọc đề nghị các doanh nghiệp cần phối hợp với ban quản lý khu công nghiệp ra soát lại lao động đúng đối tượng được hưởng thụ. Các sở ngành có liên quan cần có trách nhiệm hơn trong hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện nhanh chính sách này trong thời gian tới. Sáng nay ngày 5 tháng 8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai trang cộng đồng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng tham dự hội nghị có lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo tỉnh đoàn và lãnh đạo chuyên viên các ban của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hội nghị được trực tuyến đến các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với gần 1.500 đại biểu tham dự. Tại hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn kỹ năng thành lập, vận hành trang cộng đồng, kỹ năng biên tập tin bài, cách đăng tin bài lên trang và cách thức quản trị hệ thống thông tin trên trang cộng đồng đối với cán bộ mặt trận các cấp, định hướng và thống nhất những nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới. Hội nghị nhằm trao đổi, chia sẻ và tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống về việc triển khai trang cộng đồng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, từ đó góp phần giới thiệu, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân quan tâm hưởng ứng các chương trình hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thông qua mạng xã hội. Sáng ngày 5 tháng 8, khối thi đua số 6 gồm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, tỉnh đoàn tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, qua các phong trào thi đua, các đơn vị trong khối đã giới thiệu, tuyên dương, khen thưởng nhiều gương điển hình tiên tiến, từ đó thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Bên cạnh đó, các đơn vị trong khối cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời đề ra giải pháp nâng cao chất lượng thi đua khen thưởng, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ, thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác thi đua khen thưởng. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận một số vấn đề xung quanh nội dung tiêu chí đánh giá thi đua của khối năm 2022, đồng thời thống nhất phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022. Ủy ban Nhân dân thị xã Vĩnh Châu vừa sơ kết phát triển kinh tế 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ đến cuối năm 2022. Trong 7 tháng đầu năm, thị xã đã sản xuất màu hơn 11.100 hectare, thu hoạch gần 10.500 hectare, sản lượng hơn 232.000 tấn, nuôi trồng thủy sản gần 20.000 hectare, tỷ lệ hộ có lãi chiếm 73,78%, sản lượng thủy sản hơn 45.500 tấn. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Vĩnh Châu yêu cầu các ngành chuyên môn và Ủy ban Nhân dân các xã, phường tổ chức tuyên truyền để người dân không khai thác nước ngầm phục vụ nuôi thủy sản, xử lý nghiêm việc thả nước thải nuôi tôm chưa xử lý ra môi trường, ra soát lại các cam kết của các dự án điện gió, trả lại hiện trạng các cống như ban đầu để người dân có điều kiện tốt nhất trong nuôi trồng thủy sản, tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân nuôi tôm ao trải bạc xử lý nước thải phải đúng quy trình quy định. Huyện ủy Trần Đề vừa họp đánh giá tình hình hoạt động tháng 7 và triển khai nhiệm vụ chủ yếu tháng 8 năm 2022. Trong tháng 7, về nuôi trồng thủy sản, huyện đã thả nuôi trên 3.900 hectare, khai thác thủy hải sản trên 2.500 tấn, nâng tổng số từ đầu năm đến nay trên 43.000 tấn, triển khai xây dựng 66 công trình, ước giá trị thực hiện trên 104 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện trên 319 tỷ đồng. Các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, quan tâm thực hiện tốt, đã trao tặng trên 1.000 phần quà với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng. Huyện đã tổ chức triển khai học tập kịp thời các văn bản của trên.
Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8, huyện ủy Trần Đề chỉ đạo tăng cường việc tiêm vaccine phòng COVID-19, chăm sóc tốt vụ lúa hè thu và vụ tôm nuôi năm 2022, chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất cho khai giảng năm học mới 2022-2023, thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ huyện ủy Long Phú vừa đến kiểm tra Đảng ủy xã Tân Thạnh và Tân Hưng. Từ đầu năm đến nay, công tác xây dựng đảng ở Đảng ủy xã Tân Thạnh và Tân Hưng tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Tỷ lệ cán bộ đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt trên 98%. Công tác xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị có chuyển biến tiến bộ. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên được coi trọng về chất lượng. Qua kiểm tra nhằm đánh giá ưu điểm hạn chế của các đảng ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, giúp cho các đơn vị thấy rõ ưu điểm hạn chế trong việc chấp hành điều lệ đảng, đồng thời giúp cho Ban Thường vụ huyện ủy đánh giá đúng thực trạng và có hướng chỉ đạo kịp thời, giúp thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng mà nghị quyết của đảng bộ huyện đã đề ra.